Nghệ sĩ Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng sau scandal vạ miệng trên Facebook. Theo thông tin mới nhất, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Tiến sĩ Vũ Khắc Chương đã chính thức xác nhận ông vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải. Nguyên nhân là do nghệ sĩ Đức Hải thời gian gần đây dính vào loạt sự việc ồn ào trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng không tốt cho uy tín và hoạt động của nhà trường. Quyết định nêu rõ, xét nhu cầu công tác của nhà trường, nay nghệ sĩ ưu tú, thạc sĩ Trần Đức Hải bị miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký. Theo tờ Thanh niên, nghệ sĩ Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của nhà trường. Trước đó, vào sáng ngày 3 tháng 6, đại diện phía nhà trường đã có thông báo chính thức về lùm xùm phát ngôn thô tục liên quan đến nghệ sĩ Đức Hải. Đại diện nhà trường cho biết đã tiếp nhận thông tin về lùm xùm của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải từ báo chí, truyền thông và nhiều khán giả, đồng thời khẳng định không bao che, không đồng ý, không ủng hộ những cá nhân nào làm ảnh hưởng đến tình cảm của quý vị dành cho nhà trường trong suốt 15 năm qua. Trên quan điểm cá nhân, người nào vi phạm thì cá nhân đó phải tự chịu trách nhiệm của mình trước pháp luật, trước đơn vị và cộng đồng. Nhà trường quan điểm rõ ràng rằng, nếu những phát ngôn được cho là của nghệ sĩ Đức Hải phát biểu trên Facebook là chính xác, chắc chắn nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp. Trước thông tin nghệ sĩ ưu tú Đức Hải khẳng định Facebook bị hacker xâm nhập, đại diện nhà trường cũng nêu rõ quan điểm. Đại diện của nhà trường đã nhận được thông tin từ truyền thông, báo chí và từ thầy Đức Hải cho rằng Facebook, mạng xã hội của nghệ sĩ ưu tú Đức Hải bị mất quyền kiểm soát, dẫn đến câu chuyện đáng tiếc này. Dù thực hư thế nào, thì trước hết, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải không phải là đại diện cho phát ngôn của trường, cũng như hình ảnh của nhà trường. Mọi hành vi vi phạm nếu có của các cá nhân đều phải bị nhắc nhở, cảnh cáo, xử lý kỷ luật, thậm chí nhờ đến can thiệp của pháp luật. Cụ thể về vụ lùm xùm này, vào ngày 2 tháng 6, nghệ sĩ Đức Hải dính nghi vấn phát ngôn thô tục trên Facebook. Theo báo Giao thông và Thanh niên, nghệ sĩ ưu tú Đức Hải khẳng định Facebook cá nhân đã bị hacker xâm nhập từ trưa tầm 11 giờ ngày 2 tháng 6. Chính anh không hề biết đến status văn tục gây xôn xao trên mạng xã hội. Chưa hết, nam diễn viên còn khẳng định bị gửi tin nhắn tống tiền sau vụ việc. Đến tối ngày 7 tháng 6, nghệ sĩ Đức Hải trả lời Soha và khẳng định Facebook của anh không hề bị hacker xâm nhập mà do cậu con nuôi nghịch dại. Không có chuyện hacker gì ở đây, cậu con nuôi quản lý đồng tiền ảo của tôi Bitcoin nên có mật khẩu Facebook. Hôm đó cháu nó nghịch dại viết lên Facebook status đó. Bản thân nó cũng không lường được hậu quả lại sùm beng lên thế. Nam diễn viên gạo cội khẳng định đang nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra thực hư toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, cộng đồng mạng không hài lòng với thông báo mới này của nghệ sĩ Đức Hải. Họ cho rằng anh vẫn đang đổ thừa, dám làm mà không dám nhận. Đến điểm, nghệ sĩ Đức Hải tiết lộ bản thân đang bị tống tiền. Kèm theo đó, nghệ sĩ Đức Hải còn tung hàng loạt tin nhắn cho rằng bản thân bị một hacker spam tống tiền 200 triệu đồng. Ngay sau đó, cậu IT team bà Phương Hằng, Nhâm Hoàng Khang đã tung loạt tin nhắn nghi vấn tìm ra người đứng sau loạt tin nhắn tống tiền kia. Theo lời Nhâm Hoàng Khang, có người đã mua dịch vụ của tài khoản HOAH và tài khoản này lại mua dịch vụ tin nhắn SMS nhằm mục đích giả mạo anh, gửi tin nhắn tống tiền đến số điện thoại được cho là của nghệ sĩ Đức Hải. Mới đây nhất, cậu IT còn tìm ra tài khoản chuyển tiền mua dịch vụ tin nhắn SMS, khẳng định tài khoản này còn lên mạng kêu gọi từ thiện giả. Trong clip công khai bằng chứng đăng tải trên Facebook cá nhân, Nhâm Hoàng Khang nói, kỳ này chú không thoát khỏi tay con đâu chú Đức Hải nha. Chú hiểu không, nha. Thậm chí cậu IT còn cho rằng nghệ sĩ ưu tú Đức Hải đã có một nước cờ sai. Trời ơi, chơi dạ rồi chú ơi, vô trong địa bàn của con, dùng cái đó nhắn tin ngược lại cho người ta để hại con hả? Trong phát ngôn mới nhất, nghệ sĩ Đức Hải trả lòng, tôi biết hiện nay uy tín của tôi đang bị giảm sút một cách trầm trọng và tôi rất bình tĩnh trong chuyện này. Thứ nhất, vì mình không phải là người làm. Thứ hai, tôi hướng tới tương lai, rồi mọi chuyện sẽ minh bạch. Hồi kết sẽ tươi sáng vì tôi đang hợp tác với các cơ quan điều tra làm sáng tỏ vấn đề. Tôi cũng nói luôn, khi sáng tỏ vấn đề, tôi không trách ai đâu vì con người ta sống phải nhân văn, không thù hằn. Phải người khác, chắc họ giận lắm vì bị chửi, bị nói xấu, nhưng tôi không giận. Tôi không giận nhưng tôi buồn, chỉ là mình phải bình tĩnh. Bình tĩnh để đừng làm rối loạn thêm, đừng để người khác đánh giá chính bản thân mình. Bảo không buồn thì không đúng, có chứ, ít nhiều ảnh hưởng, ngủ không ngon, ăn cũng không ngon. Thật sự là như thế, không ai mong muốn cả. Chuyện đó đến với tôi, cũng có thể một ngày nào đó đến với các bạn. Lời khuyên của tôi nghĩ không thừa đâu. Hiện sự việc vẫn đang gây ầm ĩ trên mạng và không có dấu hiệu hạ nhiệt.